Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi nha. Rồi, tiếp tục phục vụ cho anh em vì hôm nay em sẽ lên một con máy điện nha. Anh em lưu ý là dòng điện 100V nha. Con này là một con file ha. Một con file mini cầm tay nè. Điện 100V, công suất là 500W ha. Đó. Con này đề cao anh em. Con này rất là đẹp ha, còn cái mũi nè. Anh em lưu ý dòng điện 100V ha, cử rồi còn nguyên luôn nha. Rồi con này thì khởi động mềm nha anh em, Makita. Dây thì có nối lại nè. Đó, nối lại dây thì có nối lại nha. Đó, anh em lưu ý là xài điện 100V ha. À, dây này dây nối lại của dây Hitachi. Rồi, khởi động mềm nha anh em. Còn đèn luôn nè, khởi động mềm ha. Con này đẹp 95% luôn ha. Rồi, anh em mua liên hệ em, giá là 420.000 ha.